Cà Mau, từ Cà Mau lên đây luôn hả bác? Trời ơi, bữa nay chủ nhật mà bác đi từ Cà Mau lên quý quá luôn. Dạ, đi tùm hôm luôn hả bác? Dạ, bên đây có đèn nè bác, qua đây con hướng dẫn bác ha. Dạ. Đây, chị ơi, phụ bác thắp hương nha chị. Đó. À, bác có thể lấy hương này cũng được bác ơi. À, bác lấy hương quá. Đây, đây, đây. Ôi dạ, nóng quá. Cô lấy hương giùm con chia gia đình mình ha. Dạ. Gia đình mỗi người một cây ha, thắp hương hồi hướng cho cậu Năm quá quý luôn cả nhà ơi. Đây, bác ở đây thì Cà Mau. Dạ. Ở đâu cũng tới hả cô? Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Bác năm nay bao nhiêu bác? 73. Dạ quá tuyệt vời. Anh từ với mà Cà Mau hả? Dạ. Tôi An Giang Châu Đốc. Châu Đốc An Giang. Vậy là cùng quê với lại chị Hồng Ngọc rồi. Châu Đốc An Giang vậy ra gần núi Bà An Giang ha. Chùa Bà Chúa Xứ đó hả? Núi Sam á. À núi Sam. Núi Bà Chúa Xứ thì tới những ngày lễ thì thôi rồi luôn đông. Sắp tới. Cô ở rồi, sắp tới ngày 24. 24 tháng 24 tháng 4. Còn tắm nè đó. Bữa nay là mười mấy hả? Nếu mà có thì cũng đi rồi. Wow. Này cả nhà ơi, cô đang cần quỳ ha. Chào các thường võ ạ. Dạ. Cảm ơn các thường võ rất nhiều. Xin chào đại gia đình, chúc đại gia đình một ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nha. Cô nào hôm nay mình đi với gia đình đông á, cô con thấy 6-7 người lần hả cô? 7 người, đi xe 7 chỗ. Đi xe 7 chỗ. Dạ. Cô lần thứ mấy lên đây rồi cô? Mới lần này thứ nhất. Lần đầu tiên luôn. Cô có hay theo dõi thông tin của con? Theo dõi hoài mấy đi nè. Vậy hả? Theo dõi dữ luôn, trực chỉ trên 4x4 luôn. Dạ. Hôm nay cô lên đây thì cô thấy mộ cậu Năm như thế nào cô? Rất đẹp. Rất là đẹp. Bởi muốn giếng cho cậu Năm coi đẹp cỡ nào. Đẹp cỡ nào hả? Và cô có gặp cậu Năm ở ngoài khi nào chưa? Chưa. Chưa. Ừ. Mà sao mà cô lại thương và mến cậu Năm mà phải lên? Ca, rồi mình dạ. Ưa theo ca cổ hay là còn dạ. Cái lương nào có ổng. Dạ. Mình ca. Dạ vậy phải cô. Gặp cậu dạ. Năm tôi. Mời cô chai nước ạ. Tôi, tôi cũng vậy nói gặp bên ai phải gặp mà Linh Tâm tôi cũng nói Linh Tâm. Vậy hả? Tôi cũng dỗ Linh Tâm. Rồi đợt này cậu Năm chết rồi mặc sức lấy vợ của cậu Năm. À. Vì ông đóng tuồng không lấy vợ của Vũ Linh không ạ? À? À. Cười cái đấy. Bữa nay gặp Linh Tâm cũng rút dây Linh Tâm cái. À. Nói là cậu Năm chết rồi á, ông Linh Vũ Linh chết rồi thì Linh Tâm lấy vợ cậu Năm. À. Không ai cản đúng không? Không ai cản. Vậy chứ, bây giờ là chú Linh Tâm là thoải mái rồi đó. Chú Linh Tâm thoải mái rồi lấy vợ. Vậy cái tuồng cô ơi, cái tuồng nào của cậu Năm mà cô thích nhất không cô? Bên kia, bên kia. Rồi vẫn thích Tài Linh với Vũ Linh là rất thích, với có Linh Tâm cũng rất thích luôn. Dạ. Phái Linh Tâm nữa. Dạ. Sông Linh ha. Dạ. Chú Linh Tâm thì hôm bữa mới lên đây, chú về Mỹ rồi. Vậy đó nha. Dạ. Tính bữa nay cũng Linh Tâm này bị trực chiến, ông ưa giết mộ nè. Dạ, hy vọng là 100 ngày có mặt chú Linh Tâm. Dạ. Hy vọng là có 100 ngày thì chú sẽ quay trở lại. Dạ. Ừ, nói vậy mến mỏi lắm, từ ở dưới mà lên bao xe 7 chỗ như gia đình con cháu đi. Đứa nào cũng muốn đi. Dạ. Cái mấy người nhiều khi mấy người nói trời ơi ổng là cái gì phải đi. Người ta là người tài giỏi. Dạ. Ừ, mình tham giết cũng quý rồi. Dạ. Ừ, có ở đó mà nói chi mấy người đó nói không tốt gì thứ hai cô ha. Ừ, mấy người nhiều khi nói trời ơi có gì đâu phải đi giết. Dạ. Đi chùa cái này cũng là chùa người ta đã thức mặt rồi. Dạ. Mình đi mình giếng cũng như mình đi chùa. Dạ, đúng mình rồi. Cúng mình lại cũng vậy thôi. Dạ, cô nói quá hay. Ừ.
hay quá. Bà con An Giang mình là mến mộ cải lương dữ không cô? Mến mộ cải lương lắm, dạ. An Giang là thôn quê. Dạ. Người mến mộ cải lương. Dạ. Thích nhất là Vũ Linh với Đại Linh. Wow. Với Linh Tâm nữa, Linh Tâm ơi lấy vợ. Đợt này Linh Tâm thoải mái rồi đây. Thoải mái lấy vợ rồi ha. Thoải mái lấy vợ của chú cậu Năm rồi. Chú đi hả cô? Không phải, tôi dẫn đàn con cháu tôi với con tôi đi, đứa nào cũng khoái đi. Vậy hả cô? Chân xã ở nhà. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi cô? Năm nay 65 tuổi. 65 tuổi. À vậy là cô nhỏ hơn cậu Năm 1 tuổi ha. Mà chú cũng ở Cà Mau, anh ở Cà Mau. Cuối cùng bản đồ Việt Nam luôn ha. Về thôi. Dạ. Tới cười mấy đứa cháu tụi đêm hôm. Sao chịu sự trùng hợp đi chung xe hả cô? Không phải, không ảnh đi gì đâu á. Rồi đêm hôm cái mấy đứa nói kìa. Trời ơi, đi giờ đi chơi vòng vòng không đi không thăm con cháu không đi thăm mày thăm. Ờ tao nhận quyết nhất quyết thăm Vũ Linh. Tao nói là tao phải làm. Phải làm hả con? Có hứa có gì không? Không, không hứa. Tự nhiên đi thôi. Tự nhiên mình muốn đi là đi. Dạ. Có nằm với bao thấy cậu không con? Không, không, không thấy. Dạ. Không chắc không đi được mình với ai đâu. Mình hâm mộ. Mình mến mộ. Người ta dễ thương, người ta đóng cũng dễ thương, cái gì cũng dễ thương hết. Mình quyết định lên một lần để viếng cậu ha. Để viếng, đặng mơ mất mình về mình cũng nói. Mình đã đi tới Vũ Linh rồi. Rồi. Rồi bây giờ về là phải đi một lát nữa tham quan và chụp ảnh nha. Để về nói với bà con là mộ cậu Năm, chia sẻ mộ cậu Năm là có đẹp hay không. Dạ. Đúng cô ha. Dạ. Bà con đi vòng vòng. Dạ. Dạ. Bà con mình thật sự rất là quý luôn, tấm lòng. Mà đặc biệt là miền Tây ha, yêu cải lương rất là nhiều. Ở bên này có hình của cậu Năm nè cô. Nó là chỗ cái khung đó cô có thể xem ha. Đây, lời hỏi bác đây. Bác bác từ Cà Mau luôn hả bác? Bác đi với ai? Đi thằng con. Con hả? Thằng con ở trên này, dạ. Ở trên này như dưới tôi lên rồi nó chở đi. Dạ, bác là một mình từ Cà Mau lên đây. Ồ, mà sao mà bác yêu thương mến mộ mà phải đi đường xá xa xôi vậy? Rồi tôi cũng mà coi truyền hình bác ca rồi đó. Dạ. Cũng mến lắm, mến văn nghệ lắm. Mến cậu Năm ha, mến Vũ Linh ha. Dạ. Cũng tài tử đó. Dạ. Ở Cà Mau có khi nào bác thấy cậu Năm ở ngoài Cà Mau chưa? Ở xuống Cà Mau diễn chưa? Hồi đó giờ chưa thấy hình, chưa thấy hiện tại. Vậy là coi trên TV thôi ha. Thôi, dạ. Với lại trong điện thoại thôi chứ dạ. Chưa có gặp mặt như đây được. Dạ. Thành ra bây giờ mới tới đây là thấy mộ thôi. Dạ. Là ước nguyện rồi. Dạ ước nguyện luôn hả? Ước nguyện là phải lên hả bác? À, phải lên ước nguyện lên rồi. Bác lên với ai? Mình lên, dưới lên. Đi lên luôn hả? Nhưng mà thằng con ở trên mà ngơi bến cát này. Dạ. Của ai chủ nhật cái chở đi. Dạ. À, gọi ma gọi chiều gì á? Chiều mai chiều nay. Chiều Cà Mau. Ở chiều xe Cà Mau gì luôn. Ồ, xa lắm á nghe. Bác lớn tuổi rồi mà phải đi đường xá xa xôi vậy mà sao mà thương cậu Năm quá. Dạ. Mến lắm. Sao mà thương quá dữ không biết. Dạ. Nhưng mà tiếc không có hồi không có gặp như vậy được. Dạ. Chỉ thấy trên mạng thôi. Dạ. Đó nó vậy. Giờ lên một lần cho biết ha. Cho biết rồi. Để rồi, cho thấy mộ cậu Năm rồi. Dạ. Là ước nguyện rồi thì cũng phải về xứ như Vũ Linh thôi. Dạ. Không. Để cho khỏi. Yeah. Hồi nãy bác nói là năm nay bác có 70 mấy không? 73. 73 tuổi rồi. Bác lớn hơn cậu Năm á. Ông Vũ Linh mới 65 à? Dạ đúng rồi. 65 à. 73 thì bác cũng như đàn anh của cậu Năm ha. À, rồi. Chớ rồi lên mạng tôi cá chung hoài thôi. 5 6 người cá trên mạng nè. Dạ. Cá chung luôn, nó quậy cá chung luôn, thì thỉ cá chung luôn. Dạ. Mình bắt cao kê á. Dạ. Ừ, con cá chung luôn. Vậy dạ. Thôi chứ không thực tế không có được, không gặp được. Dạ. Rồi một anh từ thành phố đi vào nha cả nhà. Nhìn là biết ở thành phố vô à. Phải ở thành phố không anh? Rồi con cảm ơn bác nha, cảm ơn bác chia sẻ. Con chúc bác nhiều sức khỏe nha. Chiều nay đi về Cà Mau. À, thì đây đề dạ. Một lát về bến cát dạ. Chiều về Cà Mau dạ. Sáng mai tới Cà Mau đi suốt đêm wow, suốt đêm mới tới được ừ. Thì con phải là nể phục bác luôn á, thương cậu Năm quá mà từ Cà Mau mà đường xá xa xôi mà lặn lội lên đây lên này nó làm công ty nó nghỉ chủ nhật rồi bác cũng dạ. theo như muốn bác đi là hôm dạ. Là lâu lắm rồi dạ. Bác ơi theo như bác thì bác nghĩ coi cậu Năm Vũ Linh á thì có cái gì đặc biệt mà khán giả đến viếng mộ cậu Năm đông quá vậy bác? Ca này họ thấy dạ. Nó mến dạ mến cái tài cái đức tiếng cái tài năng dạ. Như ca lên giọng lên giọng xuống rồi nó dạ. Mến dạ tôi còn mến nữa dạ hay quá các bạn
sự là quý, rất là quý luôn, rất là quý tấm lòng của bác. Cho dù lên đây thì một nén hương thôi, hồi hướng cho cậu Năm là cũng quý rồi. Dạ, nhiêu đó là quý rồi. Con người ai mà cũng phải sinh lão bệnh tử mà, đúng không bác? Nhưng mà hồi hướng như vậy là rất là quý. Rồi con cảm ơn bác nha. Chúc bác chiều nay về Cà Mau được vui vẻ, bình an và may mắn nha. Sáng mai mới tới. Dạ, sáng mai mới tới. Dạ. Con... chiều nay 5 giờ lên xe ở Bến Cát rồi sáng mai mới tới Cà Mau. Dạ. Mình đi xe giường nằm hả cậu? Giường nằm. Dạ. Chứ đâu cậu xe kia. Ờ, thân giả. Thôi em xin phép xin chào tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Xin chào, bye bye cả nhà.